Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 25 tháng 9 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 âm lịch, ngày Tân Tỵ, cụ thể như sau. Trực thành tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú, nên tránh kiện tụng, tranh chấp. Tuổi xung ngày Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ. Tuổi hợp chào ngày, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo chào ngày, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi chẳng lo thiếu điểm tiêu trong ngày chủ nhật này sẽ là các tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Tỵ và tuổi Mùi. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch hệ tốt xem tử vi ngày 25 tháng 9 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, xem tử vi hôm nay, công việc của người tuổi Tý có thực thần nâng đỡ nên những bạn làm kinh doanh, làm công việc tự do hoặc là ôm thêm việc, tranh thủ về nhà sẽ rất có lợi. Bạn có phúc lộc dồi dào ghé thăm, tính tình càng sở lời vui vẻ thì càng dễ kiếm được nguồn khách hàng chất lượng và công việc ổn định. Đường tài lộc thăng hoa rõ rệt, buôn bán kinh doanh thuận lợi, doanh thu không ngừng tăng tiến. Bạn mệnh có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc đưa ra những sản phẩm mới tiếp cận đến khách hàng. Mặt tình cảm thì lại không được may mắn cho lắm vì thủy hỏa xung khắc. Người có đôi cần dành thời gian để chia sẻ với những vấn đề mình gặp phải với người kia để cùng tìm cách tháo gỡ. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, lương thiện nhưng hay chịu thiệt thòi. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, tuy nóng tính nhưng rất dễ bỏ qua. Tử vi tuổi Mậu Tý, hòa, chủ quan quá có thể khiến cho bạn mất tiền. Tử vi tuổi Canh Tý, thô, sống để vừa lòng tất cả thì sẽ khó lắm. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, cố gắng đừng làm mất lòng người nhà. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quỷ nhân phù trợ, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu, đường sự nghiệp của người tuổi Sửu may mắn được thiệt ở chiếu cố nên cũng đỡ áp lực hơn mọi ngày. Bạn được cấp trên đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, nói được làm được trong thời gian này. Tuổi Sửu là người uy tín trong việc làm và hành động nhưng cần giảm bớt sự cứng nhắc mới có thể thăng tiến nhanh được. Mặt tiền bạc may mắn nhờ tài mộc cục soi chiếu nên tài lộc đổ về nhiều hơn. Thu nhập của bạn mệnh khá ổn định, có đồng ra đồng vào, không bị bế tắc. Người tuổi này luôn tâm liệm, không dựa dẫm vào ai nên lúc nào cũng tự lực cánh sinh, cật lực kiếm tiền. Tình cảm đi lên như hòa sinh thổ, rất có thể bạn mệnh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Bằng chính sức hút của mình mà sẽ khiến không ít người phải đắm say. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, hy vọng mọi công việc của bạn đều xong xuôi. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, người ta khó có thể quên đi những điều bạn nói. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hòa, mọi thứ sẽ tiến hành đúng như dự định. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, hôm nay cơ thể đang phấn chấn hơn rất nhiều. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, dễ gặp được người quen khi đi xa. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, vàng, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, tử vi hàng ngày dự báo tương hại cục lâm vận nên người tuổi Dần khá chật vật vì công việc trong ngày. Dù là ngày nghỉ nhưng bạn vẫn bị xếp nhắc tên, giao phó nhiệm vụ. Người làm kinh doanh thì gặp khách hàng khó tính, lúc nào cũng cho mình là đúng. Nhiều trường hợp éo le xảy ra khiến cho bạn không muốn giải quyết. Vận trình tài lộc thì may mắn có được chính tài nâng đỡ nên thu nhập của bạn mệnh không bị ảnh hưởng bởi công việc. Linh ngày tốt khuyên bạn nên tập trung vào công việc hiện tại, trau dồi bản thân để nhanh chóng được tăng lương. Chuyện tình cảm cũng khá tốt đẹp nhờ có mộc sinh hòa. Bạn đừng ngại khi giao tiếp với mọi người vì nếu khéo ăn khéo nói bạn sẽ có được nhiều mối quan hệ có lợi. Tuổi Dần cũng cần quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, nhưng cách thể hiện tình cảm vẫn còn chút ngại ngùng. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, có những chuyện tha thứ được thì nên tha thứ. Tử vi tuổi Bình Dần,
hòa đừng phí thời gian cho những việc không đáng. Tử vi tuổi Mậu Dần, thô, hãy tranh thủ làm mọi việc khi rảnh rỗi. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, dễ có xích mích, bức xúc vì người ngoài. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, cơ thể mệt mỏi thì làm gì cũng khó chịu. Con số may mắn 9, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, nâu, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Tử vi tuổi Mão, hôm nay thiên tài trợ mệnh, nói rằng người tuổi Mão đi làm thêm hoặc có người phụ thì sẽ gặp may mắn. Bạn có cơ hội thăng tiến, nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp nhờ tinh thần năng nổ, nhạy bén. Vận tài lộc cũng tăng trưởng rõ rệt hơn mọi ngày. Dù đây là ngày cuối tuần nhưng tuổi Mão vẫn kiếm tiền về đều đều, không hề lười biếng. Miễn là có tiền thì bạn sẽ cày cuốc cật lực. Ngũ hành hỏa mộc tương sinh giúp vận trình tình cảm của con giáp này tăng lên rõ rệt. Hôm nay nếu bạn nhận được lời giới thiệu từ những người quen thân thiết thì cũng đừng từ chối. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy người sẽ cùng đi với mình suốt chặng đường còn lại. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, bạn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tử vi tuổi Đinh Mão, hòa, bạn dám đấu tranh cho quyền lợi của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, ra đường không nên đem theo quá nhiều tiền. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, ghét một ai đó nhưng vẫn phải chờ chung. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Tử vi tuổi Thìn, đường sự nghiệp của người tuổi Thìn gặp chính ấn nên các bạn sẽ sớm giành được quyền lợi của mình trong công việc. Những người đang theo đuổi con đường học hành thì sẽ gặp được quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, nếu muốn được thăng tiến nhanh hơn nữa thì cần có sự dứt khoát và nhanh nhẹn thì mới có được cơ hội. Mặt tài lộc cũng không để nỗi tệ, bạn xử lý khéo léo, giải quyết mọi vấn đề nảy sinh bất ngờ liên quan đến tiền bạc. Bạn có thể tìm hiểu thông tin và đầu tư tiền bạc để ngày càng sinh sôi nảy nở hơn nữa. Nhưng đừng hàm lớn, tuổi này nên xem xét mọi việc trước khi quyết định đầu tư. Đường tình cảm khá tốt đẹp nhờ hỏa thổ tương sinh. Hãy can đảm ngỏ lời khi có tình cảm với ai đó, tha bị từ chối còn hơn để mai này tiếc nuối vì không còn cơ hội để nói ra. Bạn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn nhờ tính tình hòa đồng, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, khiến cho ai cũng được thoải mái. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hòa, tính hay lo lắng, chuyện bé xé ra to. Tử vi tuổi Bình Thìn, thô, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, điều gì thực sự là của bạn thì cuối cùng cũng sẽ là của bạn. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, bình an thực sự ở trong tim, đừng mải đi tìm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, hôm nay có tin vui liên quan đến người thân. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ, dậu, tí. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ, hôm nay là ngày cuối tuần nhưng tuổi Tỵ vẫn được lộc nhờ công việc, nhờ chính quan nâng đỡ. Các bạn đang chờ tin tức liên quan đến xin việc, thi cử thì sắp tới sẽ nhận được tin tốt. Hãy cứ làm tốt công việc của mình, đừng quan tâm xem người khác đang làm gì. Mặt tiền bạc của con giáp này cũng may mắn không kém. Số tiền bạn bỏ ra trong thời gian gần đây sẽ đem lại kết quả tốt. Một số người đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực nào đó thì nên tranh thủ hỏi những người có kinh nghiệm đi trước. Họ sẽ là quý nhân giúp cho bạn rất nhiều. Chuyện tình cảm cũng khá bình ổn như có hai hành hỏa tương hòa. Bản mệnh khéo léo tháo gỡ từng nút thắt trong gia đình, tình yêu, cảm giác như mọi việc đơn giản như chưa từng có, tránh được những rủi ro lớn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hòa, làm gì cũng tự cố gắng một mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, hầu hết mọi người đều muốn giúp bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, thời gian của bạn là hữu hạn, vì thế đừng lãng phí nó một cách vô tâm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, cố gắng thì sẽ được đền đáp. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, sức khỏe tốt hơn trước, tâm trạng thoải mái hơn. Con số may mắn 8, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, tím, quý nhân phù trợ, sửu, dậu. Tử vi tuổi Ngọ, ngày mới công việc của người tuổi Ngọ gặp thiên quan nên cần phải hết sức cẩn thận. Bạn nên dè chừng trong lời ăn tiếng nói, đừng hấp tấp, không nên để bản thân dính vào kiện tụng hay tranh chấp.
Thời gian này hãy hài lòng với công việc mình đang có, đừng cạnh tranh với bất cứ ai, kẻo rước bực vào người. Vận tài lộc may mắn hơn nhờ có tam hộ chiếu cố. Đường tài lộc vô cùng rộng mở, điều này đặc biệt có lợi cho người làm kinh doanh tự do, việc làm ăn rất thuận lợi, hàng hóa tấp nập. Nếu làm ăn theo hướng chân chính thì uy tín sẽ vang xa, có nhận được rất nhiều tin vui tiền bạc. Chuyện tình cảm cũng vô cùng tốt đẹp, có được như ngày hôm nay thì bạn và người ấy đã cùng vượt qua bao khó khăn trở ngại. Hãy trân trọng thời khắc này để cùng nhau gây dựng hạnh phúc lâu bền. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, tiền đã mượn thì nhớ phải trả sớm. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, có những thứ mất rồi thì mới khó lấy lại được. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, nên bảo vệ cẩn thận tài sản cá nhân. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, hôm nay nên hạn chế đi xa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, không cần phải quan tâm đến ánh mắt của thiên hạ. Con số may mắn 8, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. Tử vi tuổi Mùi, công việc của người tuổi Mùi được thiên ấn nâng đỡ nên thời gian tới con giáp này không lo bị lép vế khi đi làm. Bạn mạnh dạn thể hiện quan điểm và tài năng của mình, nhất định sẽ được mọi người công nhận. Vận thiên tài cũng may mắn được tam hợp cục chiếu cố nên tuổi này sẽ không phải lo về chuyện tiền bạc. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc. Tuy nhiên cũng hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư. Đường tình cảm nhờ hỏa thổ tương sinh nên con giáp này được khá nhiều người yêu mến. Bản mệnh là con giáp đáng tin cậy, biết giữ chữ tín, nói được làm được nên quý nhân cứ tự tìm đến. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, tài lộc có chút may mắn nhưng không quá lớn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, thành công không khoe khoang, thất bại không phải giải trình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hòa, im lặng, cố gắng không khoe khoang với ai. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, có chuyện buồn bã, hãy tự mình an ủi. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Con số may mắn 8, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Thân, tuổi Thân và phải kiếp tài nên khó mà gặp được may mắn trong công việc. Lúc nào bạn cũng là người chịu thiệt thòi và nhún nhường người khác trong cơ quan. Bản mệnh cũng dễ vướng phải thị phi do miệng lưỡi kẻ gian gây ra, khiến cho bản thân lầm vào thế nguy hiểm. Chuyện tiền bạc khá tốt đẹp nhưng có lục hợp cục. Bạn có thu nhập ổn định, biết hài lòng với hiện tại và rộng lượng với bản thân. Con giáp này luôn tỉnh táo nên vẫn thu được các khoản cố định, đảm bảo tài chính được ổn định. Cục diện hòa kim xung khắc khiến cho tuổi Thân gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Nếu có chuyện gì thì hãy cứ chia sẻ với người thân, vừa để giải tỏa áp lực, vừa học hỏi thêm từ những người xung quanh. Đừng quá giấu kín tâm sự của mình, như thế sẽ dễ dẫn đến tâm bệnh. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, cầu thời cầu vận không bằng cầu mình. Tử vi tuổi Bình Thân, hòa, học hành làm việc tốt là ấm vào thân, đừng nghĩ quá nhiều. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, hôm nay sẽ có chuyện vui tìm đến bạn. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, lao lực nhưng rồi sẽ có kết quả tốt. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, làm việc căng thẳng, dành thời gian để thư giãn. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường bạc, trắng, quý nhân phù trợ Thìn, Tý. Tử vi tuổi Dậu, đường sự nghiệp của người tuổi Dậu lầm kỳ kiên nên khó mà xuống xe. Con giáp này phải thật tỉnh táo nếu không muốn bị người khác vùi dập, dắt mũi. Nhìn bên ngoài thì họ tỏ ra yêu quý bạn, nhưng bên trong lại ghen ăn tức ở, làm ra trò lừa đảo. Không những thế, hôm nay còn có điểm báo thị phi, vì thế đừng quá tin tưởng người khác. Tài lộc được tà muội cục nâng đỡ nên tuổi này khá may mắn. Ngay cả với những người đang làm công ăn lương thì bạn cũng có thể tranh thủ thời gian để làm thêm kinh doanh bên ngoài, tăng thu nhập cho mình. Vận trình tình cảm khó được cải thiện vì hỏa kim xung khắc. Hôm nay bạn cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng nên thường nói ra những câu làm mất lòng người khác. Cũng may là bạn bè và gia đình hiểu được tính cách của bạn nên còn thông cảm được. Nếu là người ngoài thì sẽ dễ khiến cho đối phương phật ý. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, đừng vì một cá nhân mà đánh giá một tập thể và ngược lại. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hòa, hãy theo đuổi ánh sáng và con đường của chính mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, tính hay áy náy, sợ làm người ta phật ý. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, càng quen biết nhiều thì càng phức tạp.
Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, hôm nay bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng kim. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. Tử vi tuổi Tuất, trong công việc, bản mệnh cảm thấy tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng như chính ấn chữa bệnh, nên đường học hành, thi cử, đòi quyền lợi công việc sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn. Nhờ đó mà hiệu quả công việc cũng được nâng cao, được cấp trên ghi nhận, nhưng tuổi Tuất cũng cần chút dũng khí thì mới có thể thành công vang dội hơn nữa. Vận trình tài lộc tuổi này cũng khá tốt, nhất là với những người làm trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh sẽ có cơ hội để lấp đầy túi tiền của mình, tính tình thoải mái, buôn may bán đắt. Tuy nhiên, với những người có giao dịch lớn trong ngày này thì nên cẩn thận chuyện giấy tờ, đừng sơ sài kẻo dễ mất tiền oan. Ngũ hành hỏa thổ tương sinh, hâm nóng tình cảm đôi lứa cho những người tuổi Tuất. Các cặp đôi mà đang chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình sẽ được sớm được như ý. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hoa, hãy chọn người để giúp. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, mối quan hệ rạn nứt cũng vì những người chưa trưởng thành. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, tâm lý bất an hay lo chuyện gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, lúc nào cũng lo cho người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, hôm nay nên làm mọi việc từ sớm. Con số may mắn 9, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Dần. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày nhận thấy tuổi Hợi nên cẩn thận trong công việc khi có thương quan lâm mệnh. Bạn không gian dối nhưng dễ gặp người dối gian, lừa lẹo trong công việc hay buôn bán. Tốt nhất là hôm nay bạn không nên đưa ra những quyết định quan trọng như thay đổi công việc, đầu tư dự án mới, mà nên nghỉ ngơi, lấy lại sự cân bằng. Chuyện tiền bạc cũng cần phải hết sức cẩn trọng vì vận lần tương xung. Hôm nay tuổi Hợi không nên đem theo nhiều tiền ra ngoài, cẩn thận dễ bị cướp giật, mất mát đồ đạc. Đường tình cảm cũng kém may mắn vì thủy hỏa xung khắc. Bất cứ điều gì bạn nói ra không chừng mực cũng có thể bị đồn thổi thành chuyện lớn. Những người còn độc thân thì đừng sốt ruột mà yêu nhầm người, khả năng cao bạn sẽ chọn sai người nếu hấp tấp vội vàng. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hoa, đi làm nhiều lúc áp lực chỉ biết giữ trong lòng. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, trân trọng mỗi phút giây được sống, bạn vẫn còn may mắn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, cố gắng hoàn thành mọi việc ngay trong ngày. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là đi về ngôi nhà thân yêu của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, hôm nay tinh thần được phấn chấn và yêu đời hơn mọi ngày. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão. Đánh giá tử vi chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là tuổi Tuất hay tuổi Mùi. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay, đó có thể là con giáp tuổi Hợi hay con giáp tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!